À, vâng, và shop phụ kiện để chào các bác. Thì hôm nay bên shop lại giới thiệu tới các bác một mặt hàng cực độc đáo và cực kỳ là chất lượng ạ. Đó là cái lục quốc hai mặt. Thì lục quốc hai mặt có nghĩa là đây một mặt và phía bên kia một mặt. Hai mặt các bác đều đánh được nhá. Và cái phụ kiện để đi theo cái lục quốc này đó là một chiếc loa. Và có thể nhớ đầy đủ tiếng để các bác đánh quốc. Các bác có thể đánh chim, đánh tất cả các loại con ở trong cái thẻ. Điều cái thẻ này nó có rất chi là nhiều tiếng chim, đấy, tiếng chồn. Các bác có thể đánh con gì cũng được với cái chất loa này. Và đi sâu vào cái lục quốc. Thì cái lục quốc này khi các bác nhận về thì nó làm cái lục quốc như này, không có con quốc mồi bên trong này đâu nhá. Con quốc mồi bên trong này là do shop đặt vào trong này để tượng trưng. Đấy, và loa thì có tiếng quốc rồi. Thì khi các bác đi đánh quốc thì đi đánh quốc thì con quốc thật nó sẽ nhìn thấy con quốc giả trong này này. Và có tiếng quốc nữa, nó sẽ nhảy vào cái bàn này nó đánh. Sẽ sập ngay các anh nhá. Đây là cái lẫy của nó đây. Cài thì cực kỳ là dễ. Đây các bác này. Đấy, sẽ chốt vào đây nhá. Thì con quốc thật này nó sẽ bước vào cái bàn này này các bác này. Đấy, nó bước vào cái bàn này và sập ngay này các bác này. Đấy, nó sẽ sập ngay nhá. Đây em thử đây, sẽ không cho nó sập. Thì lại nói về cái chất liệu của cái lục quốc này. Chất liệu của cái lục quốc này là bằng inox các bác nhá. Inox 100%, cực kỳ là tốt luôn. Và cái chất lưới siêu bền này nữa này các bác này. Đối với chiếc lưới này thì các bác dùng chắc chả bao giờ, nếu mà có hỏng được thì chắc không lâu lắm. Bởi vì cái lưới này nó là lưới xịn nha các anh nhá. Lưới do bên shop đã đặt được cái chất lưới cực tốt để các bác dùng cho nó được bền được lâu. Còn đối với cái chất để làm nên cái lục quốc này thì các bác dùng chắc chẳng bao giờ hỏng được. Chất inox cực kỳ là bền. Và được sơn bằng cái màu sơn ngụy trang để giúp các bác đi đánh cho nó không lộ nhá. Đấy. Và đây là cái mẫu lục quốc được ngụy trang bằng màu cỏ khô. Còn bên em có một loại lục quốc ngụy trang bằng lá và lục quốc đơn. Tất cả các lục bên em đều có nhá. Và đây là chiếc loa là cái phụ kiện để các bác đi đánh quốc. Đây là hai mặt em đã bỏ ra như thế này nhá. Đây là chiếc lục quốc để này cho các bác nhìn cho nó rõ. Đấy, đây là một chiếc lục quốc hai mặt. Và khi mà đánh xong thì lại gài nó lên như thế này các bác nhé. Cái này nếu mà gài lên thì nó phải có dây. Sẽ gài cái này lên nhé. Và em sẽ giới thiệu tới các bác tiếp một cái mẫu lục nữa, đó là lục lục ngụy trang lá. Đối với một chiếc lục quốc chất lượng như này, các bác mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại nhé. Hoặc là các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Thì đây cũng là một chiếc lục quốc hai mặt, cũng tương đương như chiếc nhuộm màu cỏ khô kia, cũng chất lượng inox các bác nhé, cực kỳ là bền và tốt. Và cái lưới bên trong của nó là cái lưới Nhật. Đối với cái chất lưới này thì cực kỳ là bền luôn. Các bác có thể đánh được rất là lâu năm cái chiếc lưới như này. Còn những cái chiếc lồng như này bền đến thật sự là rất lâu với đối với cái chất inox như này. Các bác có thể đánh hết vụ này qua vụ khác. Và đây là cái chất cao cấp nha các bác nhé. Chất lục inox cao cấp. Đấy. Thì các bác mà quan tâm đến những cái lục quốc như này, các bác alo trực tiếp đến số điện thoại em để bên dưới video. Hoặc là các bác để lại số điện thoại bên dưới cái video này. Em sẽ trực tiếp tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của bên em nhé. Tất cả những cái dòng săn bẫy. Vâng, và các bác xem video đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông. Để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.